mình nói mình đi tìm hồi măng tây này luôn nha các bạn, nhưng mà bây giờ mới thấy nè, thấy là mua liền thôi đó. Nửa ký cho 6 đô la, à 6 đô la là nhiêu các bạn tính giùm mình nha, cứ 1 đô la là 23.000 đồng tiền Việt Nam. Giờ lựa chùm nào đây, chùm đừng ngã chứ, đừng các bạn lựa bó nha. Rồi đem bó này đi, lần đầu tiên trong đời ở Mỹ nha các bạn, đó thấy được măng tây, măng tây trắng. Mình mua mình review thử cho các bạn xem ăn nó như thế nào nha. Đừng ngã nha, đừng ngã, đừng có ngã. Xin chào các bạn và các em nhỏ, hôm nay mình sẽ ăn măng tây trắng. Lần đầu tiên trong đời mình thấy ở Mỹ, mình bắt được các bạn bán măng tây trắng, mình lấy liền, mua liền, hốt liền các bạn đem về nhà review cho các bạn xem cái vị măng tây trắng nó như thế nào. Đợt trước mình ăn măng tây tím rồi, bây giờ sẽ thử măng tây trắng thì quên. Không có không quên ăn kèm cái măng tây xanh này với măng tây trắng cho nó có bạn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ bắt đầu review măng tây trắng và tráng miệng dâu tây. Dâu tây giống như là món quen thuộc của mình đó các bạn, giống như cơm á. Cứ cho vậy đi cho nó sang sang nha. Đó, tại mình hay ăn dâu tây lắm. Thì bây giờ mình sẽ tráng miệng dâu tây nha, để cho nó ngon ngon tí. Rồi, bây giờ sẽ bắt đầu. Đầu tiên thì mình sẽ ăn măng tây trắng, review măng tây trắng với gì đây ha? Nước sốt huyền thoại. Nước sốt chấm rau củ nè các bạn. Đó, nguyên chai mới luôn. Mở bằng răng á, nhanh nhất. Đó, nó chắc lắm. Thì nước sốt thì mình sẽ bỏ ra đây nha. Nhiều bạn, rất là nhiều bạn hỏi nước sốt này là cái gì? Nước sốt chấm rau củ các bạn, béo béo, giống như sốt marinade mà nó chua, nó có gia vị rất là thơm. Người ta nêm gia vị trong này thì bây giờ mình sẽ đổ nước sốt ra ha. Đó, wow. Thêm miếng. Mời các bạn và các em nhỏ có món gì cùng dọn ra ngồi ăn cho vui nha. Đó, bây giờ mình hồi hộp chờ đợi măng tây trắng này các bạn. Không biết người ta trồng sao mà nó trắng nõn trắng nà, nhìn mê quá các bạn ơi. Đó, mà nó dễ gãy nha các bạn. Ở ngoài chợ mình chưa kịp mua, mình chưa kịp đụng nó, mình mới sờ sơ sơ thôi, nó đã hờn, nó ngã. Nó gãy hết mấy cây đây đây. Đây, đây những cây gãy nè. Rửa, mình chưa kịp chạm nó, nó cũng hờn nữa. Nó nũng nịu, nó chưa đụng luôn. Không biết măng tây trắng này người ta trồng sao mà nó trắng dữ ha. Có 3 loại, công nhận người nông dân mình giỏi, giỏi thiệt đó các bạn ơi.
đó, tìm tòi lai giống hả, rồi đột biến giống, rồi làm đủ thứ biến hết đó, để cho những cái măng này, thay vì một loại măng xanh mà nó ra tới đủ thứ loại hết, măng tây trắng, măng tây tím, măng tây xanh, mình chưa thấy măng tây đen các bạn ơi. Bây giờ mình ăn cái trắng trước nha. Khi nào người nông dân nào giỏi thì lai giống ra được cái giống đen thì mình ăn tiếp nha. Mời các bạn và các em nhỏ cùng ăn măng tây trắng thử xem sao nha. Ây chà, hồi hộp quá các bạn ơi. Em này không biết em đi tắm trắng ở đâu mà nhìn em trắng nõn trắng nà, cái này là trắng quá, các bạn phải đi thêm da lại, nó đen đen mới đẹp, trắng quá nhìn giống như không thấy gì. Thử nha các bạn. Thì cái vị măng tây tây trắng này ăn vô nó mơ hồ, thì các bạn ơi chưa định được vị, cắn thêm cái nữa nha. Mình định vị rồi mình miêu tả cái vị của măng tây trắng nó như thế nào. Cái này không chua mà cũng bị vấp lưỡi nữa, coi như cái lưỡi hôm nay có cái vật cản lấp, nó vấp. Nó giòn, nó ngọt, mà nó giòn một cách quá đáng á các bạn, nó giòn quá, nó thành ra là nó dễ vụn vỡ, chạm vô một cái giống như là nó không có chắc, nó mong manh lắm, nó rất là mong manh. Vị này vị măng tây trắng chẳng lẽ vị mong manh đó, dễ vỡ vô cùng. Ăn tưởng tượng như mình ăn kẹo bông đường á các bạn ơi, nó cái mức nó mạnh mẽ hơn kẹo bông đường chút xíu. Kẹo bông đường cắn vô một cái là nó mềm, còn cái này để sao, cái này nó mềm, nó cứng hơn kẹo bông đường khoảng 50%, nó rất là đó. Nó rất là xốp, nó xốp lắm. Từ nãy đến giờ an toàn chú ý cái độ sốt với cái độ mong manh, chưa biết cái vị nó như thế nào, vị nó sao ha, nó giống những cái mầm á các bạn ơi, giống những cái mầm chứ không phải là măng tây, giống như mầm mầm củ gừng hay là mầm nghệ, củ nghệ hay là mầm mầm á, nó dễ giòn lắm. Nước nhiều, rất là nhiều nước. Măng tây trắng này hay ha, thiệt sự ăn không ngon bằng măng tây tím. Măng tây tím ăn rất là mê, vị ngon. Cái này cắn vô giống như là nước nhiều, có một chút xíu ngọt, rồi vị măng vụn vụn vỡ nát, chưa kịp cắn đã vụn rồi, chưa kịp chạm đã hờn đó, nó hờn nó chạy tùm lum hết, nó bể liền các bạn ơi. Thì mình cũng nghe thoáng thoáng là cái măng tây này người ta trồng, người ta ép nó không cho nó thấy ánh sáng cho nên nó mới trắng vậy các bạn ơi. Những cái mầm lúa xanh, những cái mầm xanh đó mà mình cho ánh sáng là nó sẽ đậm màu, còn cái này mình nghĩ nó bị nhốt dưới lòng thiên nhiên á. Dễ hờn, dễ dỗi, chưa kịp rửa đó, mình mới cầm lên thôi, chuẩn bị bỏ vô trong cái thau mình rửa các bạn, nó gãy luôn, chưa kịp chạm nó đã hờn, nó bỏ chạy rồi. Vị này nếu tính ra măng tây mà như thế này thì mình sẽ ăn những cái măng tây mà đậm màu á, nó sẽ tốt hơn, hấp thụ thiên nhiên, hấp thụ ánh sáng mặt trời. Còn cái này măng tây này cố tình trắng không trắng,
thiệt sự. Này sự trắng trĩu mà bị ép bột đó các bạn. Ăn cho lạ cho biết, cái thiệt ra nó không có ngon. Dở, thiệt nó dở. Ra ngoài mà cứ ngồi ăn đồ ăn người ta mà cứ kêu dở, mà bỏ vô miệng cắn hoài chứ người ta lấy dép, người ta dí, người ta đánh chết á. Không nhờ nước sốt này á thì măng tây này sẽ dở nữa nha các bạn. Cái độ dở nó tăng lên tột cùng là dở hơn cái mức mà cho phép nha các bạn ơi. Mắc tiền hơn cái măng bình thường. Tại vì cái măng này nó lú lên. Cái ông trồng măng không cho lú, không cho nó nhìn mặt trời luôn, ông ép nó. Cho nên nó vậy đó. Cái gì gượng ép nó cũng không có ngon, mà nó cũng không có vui, cho nên nhìn nó cũng không có đẹp lắm. Nó trắng bợt lắm. Non. Được có cái là non. Mình kết thúc cái măng này là không ngon. Đánh giá cái măng trắng này ăn cho biết thôi, chứ thiệt ra ăn không ngon. Nó là cực không ngon và cực dở nha các bạn. Ăn qua măng tây, măng tây xanh cho các bạn xem nè. Cái vị của nó gọi là đậm đà mà miên man luôn. Ăn vô rồi cái vị ngon nó lan từ cái hàm răng bên trái mà nó chạy qua cái hàm răng bên phải. Nước miếng đó các bạn, nó tràn cái vị ngon. Mình biết hết. Cái cọng già dưới á, tuy nó dai mình ăn không được, nhưng mà mình hút cái nước nó rất là thú vị. Đó, rất là ngon. Nó tê tê đắng đắng. Wow. Tiếp các bạn ơi, vị ngon. Đó, tiếp các bạn ơi. Đó, măng tây phải ăn như thế này nè. Nó ngon đậm đà vô lối luôn các bạn. Vô một lối thôi. Lối vô miệng, cứ nhai mà nuốt, vị ngon lắm. Vị ngon mới chạy đua các bạn ơi. Chấm với nước sốt này. Chấm nước sốt là như chạy về đích đó các bạn. Ngon quá xa. Các bạn biết là rồi, măng tây trắng ăn một lần thôi các bạn, lần sau thấy không có dám mua nữa đâu. Nó dở nhưng mà nhìn nó dễ thương ha, nó đẹp, trắng. Măng tây xanh á mình ăn hoài cũng không chán ạ. Ngon. Mà cái vị ngon măng tây xanh là khoảng 80%. Nuốt hết rồi nha. Nhai thộn cục như khỉ. Cái mút. Ngon quá, mình muốn ăn hai cây măng tây luôn. Măng tây xanh á, chấm với nước sốt ren này. Nó ngon. Nó ngon mà nó vượt qua khỏi phần trăm luôn. Thường người ta cho 10% hay là 100%. Thì mình sẽ tặng thêm 100
lại 9% hay lại 10%. Cái phần trăm thừa tự mình cho thêm nha các bạn. Các bạn nói bà ơi, chị ơi, chị ngu quá, chị tính toán gì mà chị tính sai hoài. Toán học thì phần toán học, nhưng mà mình nói chuyện với trái cây thiên nhiên á, mình thấy nó dễ thương quá, mình có thể tặng thêm phần trăm cho nó. Toán học đôi khi cũng phải thừa thừa nó mới vui các bạn. Đó, toán học á, đôi khi mình để thừa thừa nó mới thú vị, làm nó mới vui, chứ tròn quá thì nó dễ quá rồi, không còn vui nữa. Wow. Ăn quá ta. Các bạn ơi, mình sẽ ăn thử cọng măng tây trắng này với tương ớt thử xem sao nha các bạn. Đồ, xem thử cái vị dở nó có tan biến không nha. Đó, để nó có đậm đà thêm một tí nào không. Đây, ăn thử nha. Ăn vô tương nó đi đường tương các bạn ơi. Còn măng tây trắng á, giống như không có ở trong miệng luôn, chỉ là nước thôi. Cái tương ớt á, nó ác quá, cái mùi nó nồng quá, nó cõng luôn cái măng tây trắng, nó hòa vô nó thành tương ớt luôn các bạn, không còn măng tây trắng nữa. Coi cái vị nó nhẹ mà nó dở đến nỗi mà bị cái tương ớt nó chiếm luôn hết vị măng tây trắng luôn các bạn ơi. Chua chà, ăn thiệt hoang mang, nghe toàn ớt không, không biết măng tây ở đâu ấy. Các bạn ăn thử sẽ biết nha. Thôi, ăn cho hết. Nói không được bảo uống, phí, phí của trời. Bị la. Nồng quá. Không nói các bạn ơi, nó dồn à, chảy cả nước mắt luôn. Ớt thì cay, còn cái măng tây nó dở quá, nó trộn lại nó đẩy vô một cái vị độc, là dở vị, dở thượng hạng á các bạn, nó khủng khiếp quá, phải muốn khóc luôn á, chảy nước mắt. À, ngon thượng hạng này với tương ớt kết hợp độc đáo, dở thượng hạng độc đáo quá, xa rồi, kinh khủng rồi. Ủa, mình thử ha. Mình thử măng tây hết rồi bây giờ. Vui quá, bây giờ mình tới lượt tráng miệng dâu tay. À, mình quên. Đây là mắm ruốc. Mình thử mình chấm măng tây với mắm ruốc nó như thế nào nha các bạn. Nguyên hũ luôn để cho các bạn biết đây là mắm ruốc nha. Đó, giới thiệu hạt mắm ruốc luôn nha. Thử xem sao nha. Ghê quá. Nó mặn mà nó khấm, mà nó cái mùi thẩm thẩm, nó nằm nghiêng nghiêng các bạn ơi, nó không có thẩm thẳng đâu. Nó làm sao á, ăn nó ghê lắm. Mắm ruốc thiệt, đa số nên mắm ruốc á, nó không hợp những cái chữ của trái cây mà chữ có chữ tay nha các bạn. Măng tay, dưa tay, dâu tay, cầm tay, nói chung là có chữ tay là không hợp với chữ ta rồi. Đây, mắm ruốc mình là ta, ta là hợp với ta. Quá, quá ghê. Tránh nha các bạn, mắm ruốc không được đi với trái cây có chữ tay và rau quả có chữ tay. Khủng khiếp. Muốn nôn luôn các bạn ơi. Chấm với nước sốt. Quá tuyệt.
Thôi bây giờ mình không thử gì về mắm muối gì hết á, tương ớt gì hết á. Sẽ ăn dao tay tráng miệng nha. Wow, món ngon của mình. Mời các bạn. Các bạn rất là thích mấy trái dâu tay này. Mình nhìn mình cũng thích nữa. Các bạn nói mình gửi cho các bạn vài trái để các bạn trồng, nhưng mà từ đây không biết gửi về tới đó chắc không biết làm sao nữa. Thôi các bạn, mình ăn nha. Nó đường xa xôi quá các bạn ơi. Bạn nào ở Mỹ thì mình sẽ cho các bạn giống nha. Mình phơi mình cho, còn ở xa quá không biết sao nữa. Chứ khi nào mình về Việt Nam. Vậy ha, ăn thôi. Wow. Vừa ngất ngư với mấy cái mùi tương ớt với măng tây á, nó dở khủng khủng hoảng luôn. Giờ được cắn trái măng tây, được cắn trái dâu tây nó đã. Không chấm muối cũng ngọt, chua, thơm, ngọt, sốt. Ở trong nó hơi sốt sốt, ở ngoài nó giòn giòn, nó hột lắm. Nhai nó lộp lộp. Mê. Mê mê. Mê. Ăn vô là mê luôn. Khỏi cần chấm gì, ngon, ngon quá. Chấm nó đi hết mùi dâu tây. Cái này là còn nguyên mùi nha các bạn. Thiệt, cái ông dâu tây ổng chăm sóc cái trái này kỹ quá, trong lồng kiến ổng nhốt làm sao mà mấy ngày hôm nay mình thả nó trong tủ lạnh mà không bay hết mùi nha các bạn. Vẫn bám mùi dâu tây từ ở trong rẫy, trong farm mà nhảy vô trong, đưa ra đồng bằng cho tới tủ lạnh bỏ trong mà nó vẫn còn mùi thơm nha các bạn. Quá thơm. Ăn tiếp nha. Mùa hè đi tất cả các vườn dâu tây, thiệt sự ăn dâu tây nó không ngon bằng mùa đông. Lạ. Cái này mình muốn hỏi ông chủ farm quá, tại sao ngược đời. Mùa hè nắng đẹp, rồi bao la trời đất, ánh sáng chiếu tràn ngập, tại sao không ngon? Mùa đông nhốt con người ta lồng kiến lại ngon. Đời mất, thiên nhiên mất công bằng với trái dâu. Đó, bây giờ mình sẽ ăn tiếp thôi. Nhưng mà ăn vô vị ngon, ngọt, đã thiệt. Đó, ăn hoài luôn hết á. Cá ngon. Lượng trái nào bự nhất ha? Đó đó, trái được không? Trái đẹp quá ha. Mình mà nếu mà có đứa gái nữa thì mình sẽ đặt tên là dâu tây, dễ thương quá à. Đó, nhưng mà già rồi không đẻ được nữa, ba mấy tuổi rồi. Người ta nói sinh con khoảng 24 tuổi là thích hợp phải không các bạn? Đó, mình lo mình tranh thủ 24 tuổi, mình lấy chồng mình sanh tới 31 tuổi mình ngưng, gần tới giờ. Giờ 37 tuổi rồi, gần 38 rồi. Có được ba đứa con rồi. Ngưng được chưa? Giờ sinh nữa chắc không có thì giờ làm video cho các bạn xem. Dâu tây quá quá xuất sắc. Đây đây đây, cái trái này nó bự mà nó còn cuộn nữa, nó xoáy tròn luôn. Coi coi. Cái độ dễ thương nó độc quyền ha, nó xoáy tròn quay, nó cuộn cuộn như cơ bắp nè. Đó, cắn miếng nha. Mọng. Trái này đã. Vị ngon, nó cuộn cuộn cuộn, nó xoáy tròn.
cắn cái nó giòn rụm, nó thơm thơm xuất sắc. Cảm ơn các bạn đã xem video review dâu tây và măng tây của mình nha. Chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ và nhiều sức khỏe nha. Các bạn, mình có một kênh nữa là Vinh Nguyễn Thị Nấu Ăn Hái Lượm. Các bạn qua ghé thăm cho vui nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn luôn thiệt nhiều sức khỏe. Tạm biệt các bạn.